Hello, em xin chào tất cả các bác. Em lên sóng một chiếc đồng hồ treo tường của Nhật nha. Chiếc này là thương hiệu là Seiko. Máy lớn sử dụng một pin chung. Chuông là hai gông đồng. Gõ tiếng thanh và ngân. Chiều cao của chiếc này là 54 cm. Chiều ngang là 25 cm. Sâu vô là 11 cm. Chiếc này thùng gỗ zin nguyên bản nha. Chữ số là chữ số học trò nha, số giờ. Chiếc này nó cũng lên vân rồi. Chiếc này có hoa văn vẽ. Đây. Nó hai gông đồng á. Martin da băng. Này em test thử chuông cho các bác nghe nha. Này là mấy giờ là nó gõ mấy tiếng á, 5 giờ là nó gõ 5 tiếng. Bác nào thích thì alo trực tiếp để em báo giá hoặc kết bạn Zalo để xem chi tiết và xem thêm nhiều sản phẩm khác, ví dụ đồng hồ để bàn khác cũng có luôn ở trên Zalo, các bác cứ kết bạn trên Zalo. Em xin kết thúc video.